Rồi, Đại Phúc Vinh xin chi nhánh Hà Nội xin gửi lời chào đến toàn thể các anh chị và các bạn. Thì hôm nay tôi quay trở lại với một cái video clip giới thiệu về một chiếc máy rán cạnh. Thì cũng trong dịp gần đây thì tôi cũng khá là ít làm các cái clip về máy rán cạnh. Thì hôm nay sẽ gửi với các anh chị một cái clip mới về cái máy rán cạnh. Thì đây là một cái model rất là mới, anh chị nhìn đây. Pro 680 AC. Đấy. Thì đây là cái phiên bản nâng cấp của chiếc máy Pro 650A mà chúng tôi đã giới thiệu trước đây tới các anh chị. Thì tôi vẫn thường cho rằng và thường gọi cái máy này là máy 7 chức năng. Mặc dù nếu như mà anh chị tính kỹ ra thì cái máy này có thể gọi là máy 8 chức năng chứ không phải 7 chức năng. Đấy, nhưng mà theo cái quan điểm của tôi thì đây là một cái máy 7 chức năng. Thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là vào cái năm 2023 như thế này thì máy rán cạnh có gì thay đổi so với cả các cái thế hệ trước. Thì đầu tiên chúng ta sẽ thấy một cái tiêu chuẩn của Hontech, đó là các cái linh kiện để lắp đặt cho máy luôn được lựa chọn rất là chính xác và chỉnh chu. Ví dụ ngay như cái màn hình điều khiển đây, chúng ta có thương hiệu Delta của Đài Loan. Đấy, anh chị biết là đồ của Delta là nó rất là tốt rồi, đúng không ạ? Trên cả một cái bảng điều khiển thì trước đây chúng ta có một cái hộp khá là mỏng vừa thôi. Nhưng mà bây giờ hãng đã nâng cấp nó lên và nhìn trông nó rời rạc. Và ngay cả việc bổ sung một cái tay cầm như thế này, để khi chúng ta thi công chúng ta xoay ngang xoay dọc này, nó cũng tiện hơn rất là nhiều. Thì tôi đánh giá cao cái điều đó. Ở trên bảng điều khiển thì chúng ta vẫn có những cái nút điều khiển cơ bản phải điều chỉnh cơ. Ví dụ như là nút nguồn. Đấy, khi chúng ta bật nguồn thì chúng ta dùng này. Nút bật đèn. Đèn chúng ta sẽ chỉ chủ yếu sử dụng trong cái trường hợp mà các anh các chị cần căn chỉnh máy. Thì như anh chị đều biết là khi mà tôi bày máy thì tôi quay mặt nó ra như thế này. Đấy, quay cái phần điều khiển nó ra ngoài. Nhưng mà trong thực tế thi công thì cái mặt này là thường chúng ta ốp vào trong tường. Đấy, và chúng ta sẽ cho cái mặt chính của máy ra ngoài. Như vậy khi mà ánh sáng, đấy, nhất là khi có nhiều xưởng mà chúng ta muốn hạn chế cái tiếng ồn đấy, thì chúng ta thường là chúng ta sẽ đóng cái cửa kính này đi để nó tiêu âm, nó giảm ồn cho cái môi trường làm việc của chúng ta. Nhưng mà với nhiều xưởng thì người ta lại tiết kiệm cái không gian và cũng không muốn là cứ mở lên mở xuống nhiều, thì người ta có thể kê mở sẵn và kê sát vào, đúng không ạ? Nhưng mà khi làm như thế này thì ánh sáng ở ngoài là không chiếu vào được, cho nên khi các anh chị căn chỉnh máy là rất khó khăn. Cho nên bắt buộc phải có một cái hệ thống đèn ở trong máy này để chúng ta bật lên khi mà chúng ta muốn căn chỉnh máy. Đó là lý do tại sao một cái máy rán cạnh thì bao giờ cũng có cái nút đèn ở đây. Đấy. Và tất nhiên là có một cái nút để bật nồi keo. Đấy. Keo thì thường thường là chúng ta vẫn đang dùng cái keo phổ thông nhất, đó là keo EVA. Và máy này thì vẫn dùng keo EVA thưa anh chị nhé. Keo EVA nhiệt cao, chúng tôi đang để ở khoảng 168 độ là có thể dán tốt rồi. Ok, khi mà đủ nhiệt độ nồi keo thì lúc đấy là cái trục keo có thể hoạt động được. Thì trên cái màn hình điều khiển này, chúng ta có thể thấy một số các cái thông tin cơ bản nhất. Ví dụ như up and down là lên xuống cái chiều dày của băng tải để anh chị căn chỉnh theo cái chiều dày thực tế của phôi. Anh chị sẽ có 3 cái chế độ vận hành là high, middle và low. Đây là tốc độ của băng tải. Đấy, low thì thường nó dao động trong khoảng 15 m trên phút. Middle là khoảng 20 và high thì thậm chí có thể lên đến 25 m trên phút. Đấy. Và đầu tiên, cái nút điều khiển đầu tiên là chúng ta có cái băng tải. Khi anh chị ấn vào đây là nó sẽ khởi động băng tải. Cái thứ hai là trục keo. Đấy, cái thứ ba là cắt đầu đuôi. Đấy. Đấy, cắt đuôi lần 1 và lần 2. Còn cái đánh bóng này, đánh bóng đây. Và đây là gọt, xin lỗi, đây là cắt đầu đuôi và đây là bo. Còn đây là gọt cùng với cả đánh bóng. Đấy, gọt 2 lần luôn anh chị nhé. Đấy, cái máy này có thể gọt 2 lần. Chính vì vậy anh chị có thể gọi nó là máy 8 chức năng cũng được. Đấy, nhưng mà tôi gọt cho gọt 2 lần và là thành 1 chức năng. Đấy, cho nên là vẫn là 7 chức năng. Có một cái phần này khá là thú vị. Thường trong các cái hệ điều khiển trước, anh chị thấy là khi mà chúng ta chọn cái việc bo góc hay không bo góc ấy,
thì lúc đó là chúng ta có một chức năng riêng, nhưng ở đây nhà sản xuất đã để sẵn trên cái màn hình điều khiển chính. Ví dụ như anh chị bấm vào full tracking này là nó sẽ bo tròn bốn góc luôn cho anh chị. Còn nếu mà anh chị chọn ví dụ như front upper corner là cái góc phía trên đằng trước, rồi là cái góc phía dưới đằng trước, góc phía trên đằng sau và góc phía dưới đằng sau. Đấy, mình có thể chọn những cái góc mà mình muốn bo. Đấy, cho nên là mình có thể điều chỉnh trực tiếp ở đây chứ không cần phải là thêm một cái thao tác, thì cái này nó làm cho mình điều khiển nó nhanh hơn. Còn về cơ chế nhận biết về chuyển động của máy để có thể vận hành cả một hệ thống, thì thường thường các thế hệ rắn cạnh trước là chúng ta sẽ chỉ thấy có một cái hệ thống các cái công tác hành trình để mà kiểm tra xem vị trí của phôi tới các cái địa điểm nào để truyền thông tin cho PLC và ra lệnh cho các cái motor hoạt động tương ứng. Nhưng với cái máy này, ngoài cái việc cung cấp cái công tác hành trình như thế này, nó còn kết hợp với cục encoder để báo cái vị trí của phôi một cách điện tử, từ đó mà làm cho cái độ chính xác trong quá trình thi công của chúng ta nó cao hơn. Đó, thì anh chị thấy là thường thường các cái máy dán cạnh thế hệ trước ấy, khi mà chúng ta sau khi lăn keo và cắt chỉ, sau khi lăn keo và cắt chỉ thì chúng ta thường là sẽ có một cái lu lớn và ba cái lu nhỏ. Nhưng mà với cái thế hệ mới này của năm 2023 thì ngoài một lu lớn là chúng ta có tấn tận 5 cái lu nhỏ, trong đó có 4 cái lu inox và một cái lu cao su. Cái lu cao su là cái lu cuối cùng này, nó có cái tác dụng là nó miết lại cái cạnh cho chúng ta lần cuối. Đấy, và tất cả các cái hệ thống ben và hơi các thứ là được làm rất là chỉnh chu. Đấy, đóng hộp đầy đủ. Đấy, ở đây chúng ta có cái bình dầu để cấp dầu tự động cho các cái hệ thống chuyển động. Ví dụ như là cái hệ thống cắt đầu đuôi. Đấy, anh chị thấy là ben hơi nó chạy lên chạy xuống cắt đầu đuôi. Đấy, tôi nhắc lại một lần nữa, một trong những cái lý do chính mà khi mà chúng ta thi công dán cạnh mà có thể gây lên lỗi nó liên quan đến hơi. Cho nên là anh chị thấy là trong cái sản xuất ván công nghiệp đấy, thì có hai cái mà chúng ta phải tuyệt đối lưu ý. Nếu như mà anh chị làm hàng sơn hoặc nếu anh chị dán cạnh thì anh chị cần có một cái hơi cực kỳ ổn định. Nếu mà hơi của các anh chị không ổn định thì cả hai cái việc đó chúng ta đều không làm được. Đấy, có thể làm nhưng nó lỗi, cho nên coi như là không. Đó, cho nên là chúng ta có cái chức năng đầu tiên là cắt đầu đuôi, cái phôi thừa và cắt sát vào. Cái thứ hai là chúng ta có bo trên và bo dưới. Đấy, bo trên, bo dưới. Thế là xong hai cái cụm này là gần như hàng của chúng ta ra đã đẹp rồi. Đấy, nhưng mà để đẹp hơn nữa thì mà các anh chị muốn dùng để sản xuất cái hàng cao cấp thì chúng ta phải có cái này, cái chức năng bo góc. Đấy, cái bo góc là nó định vị cho các anh hàng của chúng ta là hàng cao cấp hay là hàng bình dân. Với những máy 6 chức năng là chúng ta hoàn toàn không có bo góc. Đấy, và chỉ có từ 7 chức năng trở đi thì chúng ta mới có chức năng bo góc này. Chức năng bo góc và chức năng dán vát là hai cái chức năng đắt tiền nhất trên cái hệ máy dán cạnh gỗ công nghiệp như tôi đã chia sẻ nhiều lần rồi. Lý do tại sao nó đắt tiền nhất và nó khó nhất là tại vì anh chị tưởng tượng là khi kể cả tôi để cái chế độ dán của nó đang là 15 mét trên phút thì cái băng tải này nó chạy 15 mét trên phút. Và trong quá trình chạy đấy, phôi nó chạy, máy phải định vị được phôi. Và cùng cái thời gian đó, cái motor này nó phải văng vòng quanh cái phôi để nó bo cái góc. Và thường thường cái chỉ của chúng ta dùng cái chỉ 0,8 ly đấy, nó rất là nhỏ, rất là mỏng. Mà bây giờ cả cái motor này nó văng một vòng như thế này để nó bo mà nó chính xác 100% thì nó quá khó đấy. Cho nên đây là một trong những hai tính năng khó nhất của máy dán cạnh. Và trước đây trong các cái thế hệ trước thì anh chị thấy là nó có dạng như quang gánh, nó treo một cái khoang ở đây để và nó treo cái motor chạy vòng. Nhưng sang cái thế hệ 2023 này thì riêng việc bố trí một cái trục này nó tạo cái tính ổn định rất là cao cho cái quá trình bo góc của chúng ta. Chúng ta sẽ hạn chế tối đa cái trường hợp là bo lệch và phải căn chỉnh lại, đúng không? Tất nhiên là trong quá trình nếu như mà làm mà nó bị lỗi thì chúng ta có một cái phím này. À, khi mà băng tải chạy thì chúng ta bấm phát nào là nó dừng ở đấy. Thì nó áp dụng trong trường hợp khi mà anh chị cần chỉnh máy, không phải cứ một người đứng đây chỉnh và hô một người đứng ở bàn điều khiển để tắt, mà chúng ta cứ bấm để chúng ta chỉnh từng chức năng một trên máy, đúng không ạ? Đấy, lại tiếp tục là một cái hộp để các cái đồng hồ đo áp suất hơi. Đấy, làm rất là cẩn thận chỉnh chu, đúng không ạ? Đây, và trong cái thế hệ 2023 của máy dán cạnh 7 chức năng
thì bố trí hẳn hai lần gọt nguội và tạo error. Đấy, thường thường là chúng ta chỉ gọt nguội tạo error một lần thôi anh chị nhé, nhưng mà cái thế hệ mới này người ta gọt hai lần luôn. Như vậy là mỗi một cái lần gọt chúng ta chỉ gọt một chút xíu thôi. Đấy, sau đó là lần thứ hai là chúng ta sẽ gọt chỉnh chu hơn và đẹp hơn. Như vậy thì mỗi lần ăn một chút như vậy thì cái độ sai sót nó sẽ càng giảm đi. Đấy, hạn chế cái tình trạng mà chúng ta cứ phải chỉnh máy liên tục suốt ngày đúng không? Đấy. Và sau cái bộ phận đấy thì để hoàn thiện sản phẩm là chúng ta có cái hệ thống phun dung dịch khử các cái keo mà nó bám lên ấy. Thì khi mà chúng ta xịt cái dung dịch vệ sinh công nghiệp này vào thì nó sẽ làm cho cái chổi đánh bóng này của chúng ta nó đánh bay được cái keo vẫn còn bám thừa trên phôi và nó làm cho phôi sạch đi. Thì anh chị lưu ý là tôi thì thường xuyên nghĩ là cái này nó là cái bộ phận chổi vệ sinh phôi sau khi dán. Đấy, chứ tôi không gọi là đánh bóng. Tại vì đánh bóng thì chúng ta phải dùng một cái máy mà có rất là nhiều trục. Rất nhiều trục. Đấy. Đấy, như vậy là chúng ta có hai cái trục chổi để vệ sinh ván sau khi mà hoàn thiện. Đây là cái motor để chúng ta nâng hạ cái chiều dày của phôi. Còn đây là cái motor đưa phôi. Luôn luôn là cái motor lớn nhất trên cái máy dán cạnh. Đấy, máy dán cạnh có rất nhiều motor nhưng khi cộng dồn vào thì cái số lượng nó rất lớn. Thì bây giờ chúng ta đây anh chị vào cái bảng điều khiển sẽ thấy là khi mà tôi bật cái chức năng nào lên là chúng ta có thể nhìn thấy ngay trực tiếp ở trên. Đấy, ví dụ như bây giờ tôi bật băng tải. Đấy là băng tải chạy rồi. Chúng tôi bật lăn keo, cắt đầu đuôi. Đấy. Bo và thường thì các cái phần mà vệ sinh đấy thì tôi không bật. Đấy, chúng tôi sẽ cho bo góc luôn đi để xem thực tế nó như thế nào. Đấy, bây giờ mời anh chị xem máy chạy trực tiếp nhé. Rồi. Đấy. Đầu tiên là sẽ có hệ thống ban để cắt cái chỉ thừa. Đấy, sau đó vào cắt đầu đuôi, bo trên dưới, bo góc. Đấy. Đấy, anh chị thấy bo góc không? Đấy. Và đây gọt nguội. Gọt nguội hai lần. Rồi xem hoàn thiện sản phẩm như thế nào. Đây anh chị thấy cái đường đầu tiên là cái đường dán này. Một cái máy nó tốt hay không không phải là cái việc mà anh chị xem là nó ăn sâu hay ăn nông ở trên cái chỉ này, mà nó liên quan đến cái đường dán của chúng ta, đường bo này nó có thẳng không. Chứ nó mấp mô là vứt nhá. Đây còn đây là bo góc đây. Anh chị nhìn cái bo góc này. Sờ vào nó không hề cấn tay một tí nào. Nó tạo thành một cái đường tròn rất là đẹp. Đúng không? Cả cạnh dưới này phẳng tuyệt vời luôn. Đấy. Như vậy chiếc máy dán cạnh 7 chức năng Pro 680 AC là một cái phiên bản rất mới mà Đại Phúc Vinh CNC gửi đến quý khách hàng vào năm 2023. Thì hy vọng với một cái sản phẩm tốt như thế này thì có thể trợ giúp các anh các chị có những cái hoàn thiện sản phẩm rất là tốt trong quá trình sản xuất. Thay mặt công ty Đại Phúc Vinh CNC xin cảm ơn các anh các chị đã luôn luôn ủng hộ sản phẩm của công ty. Nếu như mà các anh các chị có nhu cầu biết thêm thông tin về máy cũng như là giá bán tại thời điểm mà các anh các chị đang xem video clip thì vui lòng liên hệ với hotline ở trên màn hình, hoặc là có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua rất là nhiều số điện thoại của từng chi nhánh trên trang web daiphucvinh.com.vn. Xin chào và hẹn gặp lại các anh các chị trong các video clip sau. Xin cảm ơn.